đây là khu vực chợ Tân Chánh Hiệp, quận 12. Tiếp tục về hướng Hóc Môn. Đây là khu vực chợ ngã Ba Bầu. Tính ra hai chợ gần chứ Tân Chánh Hiệp với ngã Ba Bầu cách nhau bao nhiêu? Hai chợ cách nhau một mét.
ba gặp nhau với đường Đặng Thúc Vĩnh để đi qua cầu Phú Long bên Lấy Thiêu Bình Dương. Và mình kết thúc video ở chỗ đường Đặng Thúc Vĩnh ở Hóc Môn.